tục về hàng là cổ loa check nail từ 14 côn 74.4. Đấy, tép neo mà từ 14 côn 74.4 là nó rất là kinh khủng rồi các bác nhé. Nói nôm na thế thôi. Thì đây là cái cổ loa check 750. Mẫu BNC. Đấy. Nhiều các bác mà vẫn cứ thích cái dòng này. Bên em thì vẫn có cung cấp đầy đủ cho các bác là linh kiện phụ kiện âm thanh đầy đủ cho các bác nhé. Còn là các bác mà muốn nghiên cứu và tạo ra một số cái dòng loa trông nó thật đơn giản mà kêu nó thật kinh khủng thì em cũng có thể làm được. Em làm được hay luôn. Trước mặt các bác đây là cái cụ chiếc neo 750 mẫu của BNC với home acid là 1.4 inch cối nhôm côn màu xanh tím dây dẹt. Công suất khởi chạy là 120W, công suất chương trình là 240W và công suất đỉnh điểm, công suất peak là 480W. Các bác nhá, từ 14 côn 74.4 cùng neo đi biểu. Thiết kế rất là đẹp. Đó. Thiết kế rất là đẹp. Con này thì nó phù hợp với các bác lắp vào một số cái cọc kè hoặc là thay thế bằng những cục loa các bác đang dùng nhưng mà chưa thấy ưng ý lắm, muốn nâng cấp thì nó rất là phù hợp. Con này thì nó sẽ phù hợp với một số cái hạng dòng họng kèn đặc trưng, ví dụ như là kèn đàn của 725 thì nó ra một chất tiếng rất là hay, và một số dòng kèn khác thì em sẽ nghiên cứu để copy cũng như là sẽ ra mắt cho các bác một số cái mẫu họng kèn khác phù hợp với cục kèn này. Nó sẽ cho ra một số tiếng rất là hay, tiếng lời, tiếng tép lên rất là tốt các bác nhé. Cụ này hiện tại bên em đang bán với giá là 2.950.000, nó cao hơn trước rất là nhiều. Đó. Tùy từng đợt nhé, có đợt thì lên cao, có đợt xuống thấp. Những cái mẫu này hiện tại là đang là 2.950, nhưng trong một số thời điểm thì đâu đó nó chỉ còn 2.750 thôi. Đó. Tép neo, cối nhôm của theo form của BNC. Công suất 120W, khởi chạy công suất chương trình 240W và công suất đỉnh là 480W. Các bác đấy thì em sẽ nguyên đai nguyên kiện này và tặng thêm cho các bác là vài con tụ, cụ thể là 2 con tụ và 2 con chờ để các bác về cân đối làm sao cho cái âm lượng nó ra nó khá là vừa. Đó. Check 750 neo. Ok nhá, các bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.